Xin mến chào tất cả các em học sinh tiểu học thân yêu đang đến với trang http://tiểuhocvn.info. Các em ơi, hôm nay thầy sẽ giúp các em làm bài tập cuối tuần tiếng Việt lớp 5 tập 19 nhé. Chủ đề hôm nay thầy dạy các em về câu ghép viết đoạn mở bài kết bài về mẹ ở tập 19. Các em đồng ý không? Và chúng ta hãy tải bài tập cuối tuần miễn phí này tại link ở phía dưới, hay các em truy cập vào trang http://tiểuhocvn.info là các em có đủ tất cả nha. Các em ạ, để đăng ký làm thành viên của kênh Tiểu học VN, các em hãy nhấn subscribe, nhấn vào nút đăng ký. Sau khi nhấn nút subscribe rồi các em nhấn tiếp vào phần hình cái chuông, biểu tượng cái chuông để nhận những bài giảng tiếp theo của thầy. Và chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu mục tiêu cần đạt của cái phiếu bài tập cuối tuần 19 này như thế nào. Về phần chính tả thì các em xác định đúng phụ âm đầu dễ lẫn, đó là giờ viết bằng con chữ G và giờ viết bằng con chữ R và giờ viết bằng con chữ GI. Sau đó về phần luyện từ và câu thì các em ôn luyện về cấu tạo và câu ghép, ý nghĩa câu ghép, xác định chủ ngữ trong từng vế câu của câu ghép, cách nối các vế câu trong câu ghép. Và về tập làm văn thì chúng ta ôn về dựng đoạn mở bài, kết bài, tả người thân của em. Chúng ta sẽ bắt đầu từng bài một nhé. Và đầu tiên là bài tập 1. Bài tập 1 yêu cầu gì? Điền giờ gì vào chỗ trống để hoàn chỉnh đoạn thơ sau. Đoạn thơ này của tác giả Trần Đăng Khoa, một nhà thơ trẻ của chúng ta, một nhà thơ viết rất hay cho thiếu nhi, đó là tác phẩm Góc sân và khoảng trời. Chắc các em đọc rồi đúng không? Và chúng ta hãy điền như sau: tiếng dừa làm dịu nắng trưa, gọi đàn gió đến cùng dừa múa reo, trời trong đầy tiếng xì xào, đàn cò đánh nhịp bay vào bay ra. Chúng ta đã làm xong của bài tập 1 rồi đấy. Và bây giờ thầy cùng các em chuyển sang nội dung bài tập số 2. Bài tập 2 là bài tập về tiếng Việt, yêu cầu như sau. Yêu cầu 1: đọc đoạn văn sau và thực hiện các yêu cầu dưới đây. Hãy nghe đoạn văn của tác giả Nguyễn Phan Hách trong bài Kỳ diệu rừng xanh. Các em hãy lắng nghe. Sau một hồi len lách mải miết rẽ bụi rậm, chúng tôi nhìn thấy một bãi cây khộp. Sừng khộp hiện ra trước mắt chúng tôi, lá úa vàng như cảnh mùa thu. Tôi dụi mắt, những sắc vàng động đậy, mấy con mang vàng hệt như màu lá khộp đang ăn cỏ non. Những chiếc chân vàng dẫm trên thảm lá vàng và sắc nắng rực lên trên lưng nó. Chỉ có mấy vạt cỏ xanh biếc là rực lên giữa cái giang sơn vàng rợi. Yêu cầu A: gạch dưới các câu ghép trong đoạn văn trên và dùng gạch chéo phân cách các vế câu của mỗi câu ghép vừa xác định được. Thứ nhất, chúng ta phải xác định yêu cầu A. Ở phần A có hai yêu cầu. Yêu cầu 1 là gạch dưới những câu ghép, tức là yêu cầu phải xác định xem câu nào là câu đơn, câu nào là câu ghép. Sau khi đã xác định câu ghép rồi thì các em dùng gạch chéo để phân cách các vế câu trong mỗi câu ghép và tìm được. Vậy chúng ta hãy chú ý đoạn văn này chúng ta xác định có mấy câu. Ví dụ sau mỗi dấu chấm là một câu, vậy từ sau đây là một câu này, đến đây là câu thứ hai, đến đây là câu thứ ba, đến chữ cỏ non là câu thứ tư, đến chữ nưng trên nưng nó là câu thứ năm, và đến câu quần câu cuối cùng câu thứ sáu phải có 6 câu. Vậy chúng ta hãy đọc lại. Sau một hồi len lách mải miết rẽ bụi rậm, chúng tôi nhìn thấy một bãi cây khổ, đây là câu đơn. Rừng khộp hiện ra trước mắt chúng tôi, lá úa vàng như cảnh mùa thu, đây là câu ghép. Vì sao là câu ghép? Bởi vì câu này có hai vế câu được ngăn cách nhau bằng dấu phẩy. Vế thứ nhất là rừng khộp hiện ra trước mắt chúng tôi, nói về rừng. Vế câu thứ hai, lá úa vàng như cảnh mùa thu. Câu tiếp theo, tôi dụi mắt, những sắc vàng động đậy. Vậy các bạn phải nhận ra đây là câu ghép, bởi vì câu này có hai vế câu. Vế câu thứ nhất, tôi dụi mắt, vế câu thứ hai, những sắc vàng động đậy. Và câu tiếp theo, mấy con mang vàng hệt như màu vàng lá khộp đang ăn cỏ non, thì đây là câu đơn,
chỉ nói về mấy con mang vàng. Những chiếc chân vàng dẫm trên nền thảm cỏ vàng và sắc nắng cũng rực vàng trên lưng nó. Vậy đây là câu ghép. Bởi vì sao ạ? Bởi vì đây có hai vế câu được ngăn cách nhau, được nối với nhau bằng quan hệ từ và. Vậy những chiếc chân vàng dẫm trên thảm lá vàng là vế câu thứ nhất, và sắc nắng cũng rực lên trên lưng nó là vế câu thứ hai. Chỉ có mấy vạt cỏ xanh biếc là rực lên giữa cái giang sơn vàng rợi. Đây là câu đơn. Vậy trong đoạn văn này có 3 câu ghép. Bây giờ chúng ta sang phần B. Viết lại các câu ghép vừa tìm được ở phần A, rồi xác định chủ ngữ, vị ngữ của mỗi vế câu. Yêu cầu B này có 2 yêu cầu. Yêu cầu thứ nhất, các em chép lại các câu ghép đó. Yêu cầu thứ hai, chép rồi thì các em dùng phân cách đơn vị giữa chủ ngữ và vị ngữ để xác định ra từng vế câu. Ta có câu thứ nhất: rừng khộp hiện ra trước mắt chúng tôi, phẩy lá úa vàng như cảnh mùa thu chấm. Vậy vế câu thứ nhất là rừng khộp hiện ra trước mắt chúng tôi, có chủ ngữ là rừng khộp. Cái gì hiện ra trước mắt chúng tôi? Rừng khộp hiện ra trước mắt chúng tôi là vị ngữ, ngăn cách nhau bằng dấu gạch chéo này. Lá úa vàng như cảnh mùa thu là một vế câu. Cái gì như cảnh mùa thu? Trả lời là lá úa vàng như cảnh mùa thu. Vậy theo thầy, lá úa vàng là chủ ngữ, còn như cảnh mùa thu là vị ngữ. Đây là câu ai thế nào? Cái gì như cảnh mùa thu? Trả lời lá úa vàng. Vậy lá úa vàng là chủ ngữ. Rất khó. Tiếp theo: tôi dụi mắt những sắc vàng động đậy. Vậy với câu thứ nhất là tôi dụi mắt, có chủ ngữ là tôi, dụi mắt là vị ngữ. Vậy ngăn cách nhau bằng dấu gạch chéo này. Vế câu thứ hai: những sắc vàng động đậy, chúng ta xác định chủ ngữ, hỏi cái gì động đậy. Trả lời những sắc vàng. Đấy, ưu tiên cho động đậy là động từ. Vậy những sắc vàng là chủ ngữ, còn động đậy là vị ngữ. Những chiếc chân vàng dẫm lên thảm lá vàng và sắc nắng cũng rực vàng trên lưng nó. Vậy các bạn chú ý cho thầy giáo ở câu này. Vế câu thứ nhất là những chiếc chân vàng dẫm lên thảm lá vàng. Vậy chủ ngữ là những chiếc chân vàng. Động từ ưu tiên ở đây là dẫm. Cái gì dẫm lên thảm lá vàng? Trả lời những chiếc chân vàng. Còn dẫm lên thảm lá vàng là vị ngữ. Và sắc nắng cũng rực vàng lên lưng nó. Thì sắc nắng là chủ ngữ, cũng rực vàng lên lưng nó là vị ngữ. Vậy bài tập phần B đã xác định xong. Chúng ta cùng nhau chuyển sang nội dung bài tập 2. Bài tập 2 yêu cầu viết tiếp một vế câu vào chỗ trống để tạo thành câu ghép. Người ta cho một vế câu rồi, yêu cầu các em viết tiếp thì thêm một vế câu: nhưng bé vẫn chưa biết đi, hoặc là mà bé vẫn chưa biết đi. Tùy các em thôi, cái này dễ mà. Thêm, chú ý là quan điểm của thầy, các em cứ thêm có chủ ngữ và có vị ngữ là tốt nhất. Câu 2: mùa xuân về trên quê hương tôi, nhà nhà trang hoàng đón Tết. Nhà nhà trang hoàng đón Tết là bởi vì có mùa xuân về trước nương tôi. Hai vế câu đã hoàn chỉnh. Vì Phương luôn luôn chăm chú nghe cô giảng bài. Vì thì phải có đi nên. Nên bạn ấy luôn luôn hoàn thành các bài tập. Hay là lên cuối năm bạn ấy dẫn đầu lớp. Câu D: trong chuyện cổ tích Tấm Cám, cô tấm chăm chỉ hiền lành còn. Người ta cho một quan hệ từ còn thì các em còn. Và các em phải dựa vào hiểu cái viết của các em là câu chuyện Tấm Cám. Tấm thì phải có cái cám, đúng không? Rồi, trong câu chuyện cổ tích Tấm Cám, cô tấm chăm chỉ hiền lành còn. Cám thì lười nhác, hay khanh tị, hay tị nạnh, ác độc. Bài tập số 3 của bài tập 2. Các vế trong từng câu ghép dưới đây được nối với nhau bằng cách nào? Các bạn chú ý học trong bài cách nối các vế câu trong câu ghép. Chúng ta trong câu ghép chúng ta chỉ học có 2 cách nối thôi. Đó là nối trực tiếp bằng dấu câu và nối bằng từ có tác dụng nối. Nhớ nhé, nối bằng từ có tác dụng nối. Nối bằng từ có tác dụng nối thì nối bằng quan hệ từ hoặc cặp quan hệ từ hoặc cặp từ hô ứng, các bạn sẽ học sau. Vậy chúng ta chú ý ở bài này có bảng như sau: cho 4 câu ghép và yêu cầu các bạn chỉ ra cách nối các vế câu. Câu A: cô giáo kể chuyện Tấm Cám, chúng em chăm chú lắng nghe. Đây là nối với nhau bằng trực tiếp ngăn cách hai vế câu. Vế câu thứ nhất: cô giáo kể chuyện cổ tích Tấm Cám, chúng em chăm chú lắng nghe, bằng dấu phẩy. Hai vế ngăn cách với nhau bằng dấu phẩy. Câu B: đêm đã khuya nhưng mẹ vẫn cặm cụi làm việc. Vế câu thứ nhất là đêm đã khuya. Vế câu thứ hai là mẹ vẫn cặm cụi làm việc. Và quan hệ từ với nhau là từ như. Vậy
chúng ta được nối với nhau bằng từ có tác dụng nối, đó là từ nhưng, quan hệ từ nhưng. Câu C, mặt trời mọc và sương tan dần. Ở đây ta có từ quan hệ từ, đó từ và. Vậy câu ghép này được nối với nhau bằng từ có tác dụng nối, đó từ và. Câu D, cả nhà nó nắng vì điều gì? Anh tôi về muộn. Đúng rồi, anh tôi về muộn làm cho cả nhà nó nắng. Cái dấu hai chấm này dùng để giải thích. Và vế câu thứ nhất là cả nhà nó nắng, vế câu thứ hai là anh tôi về muộn. Hai vế câu này được nối với nhau bằng cách nối trực tiếp. Hai vế câu được ngăn cách với nhau bằng dấu hai chấm. Vế thứ nhất. Vậy phần 3 của bài tập 2 thầy đã cùng các em đã làm xong. Thầy cùng em chuyển sang bài tập số 3 là tập làm văn. Đề bài: hãy tả người mẹ thân yêu của em. Yêu cầu thứ nhất, viết đoạn mở bài theo cách trực tiếp. Cách trực tiếp là gì? Có nghĩa là ta giới thiệu người mẹ của cần tả của ta bằng cách nói ngay vấn đề, không nói vòng vo, không nói quanh co, hay không nói chuyện khác để giới thiệu mẹ. Vậy, ví dụ như: trong gia đình em, người dành cho em nhiều tình yêu thương nhất đó chính là mẹ. Đây là cách mở bài trực tiếp. Hay các em cũng có cách mở bài khác. Ví dụ như: nếu ai hỏi em rằng trên đời này em yêu ai nhất, chắc chắn rằng em trả lời em yêu mẹ nhất. Đây giới thiệu mẹ qua cách viết như vậy. Và đây thầy vừa đưa ra hai cách mở bài trực tiếp để giới thiệu người mẹ thân yêu của em. Nhưng chúng ta cũng có cách mở bài theo cách gián tiếp, tức là nói chuyện khác để giới thiệu mẹ. Các bạn hãy lắng nghe nhé. Lặng rồi cả tiếng con ve. Con ve cũng mệt vì hè nắng oi. Nhà em vẫn tiếng ạ ơi, kẽo cà tiếng võng mẹ ngồi mẹ ru. Đọc những câu thơ này, em chợt nhớ đến người em hằng yêu dấu, người mà đã che chở, nuôi nấng em lớn khôn, đó chính là mẹ. Vậy các em ạ, thầy vừa giới thiệu mẹ thông qua một câu thơ, thông qua một câu hát. Và đây cũng là một cách mở bài gián tiếp theo cách khác. Các em hãy lắng nghe nhé. Trong gia đình em, ai em cũng quý, cũng yêu. Ông cho em nhiều bài học làm người, bà cho em một kho chuyện cổ tích, bố cho em niềm dũng cảm và gợi những ước mơ cao đẹp. Nhưng có lẽ cho em tất cả, không ai khác, chính là người mẹ yêu dấu của em. Các em ạ, vừa rồi thầy đã hướng dẫn các em hai cách mở bài gián tiếp. Với yêu cầu của bài tập 3 này thì chúng ta còn viết kết bài theo cách không mở rộng. Có nghĩa là kết thúc bài văn của mình bằng cách là ta khép lại bài văn và nói về suy nghĩ của mình về người mẹ định đảm. Vậy để viết kết bài theo cách không mở rộng, thứ nhất là các bạn chú ý cho thầy: mẹ em là thế đó, có mẹ cuộc đời em sướng vui hơn, em yêu mẹ nhiều lắm. Tức là chúng ta chỉ nói những cảm nhận của mình, nói ngay cái vấn đề của mình đó về người định đảm. Hoặc các em cũng có thể viết kết bài theo cách không mở rộng thế này: em rất tự hào về vì có mẹ đảm đang và tảo tần chăm sóc em từng bữa ăn giấc ngủ. Mẹ ơi, con yêu mẹ lắm. Vậy đó cũng là một cách kết bài không mở rộng. Thế còn nếu viết kết bài theo cách mở rộng thì em là phải viết thế nào? À, có nghĩa là ta viết nói cái suy nghĩ nhiều của ta và mở ra những ước vọng, những hoài bão, rồi những trăn trở, những suy nghĩ về cái người mẹ mà mình đã tả. Vậy chúng ta viết thế này: mẹ ơi, dù con đi tới tận chân trời góc bể nào, con vẫn là đứa con bé bỏng của mẹ. Mỗi bước con đi trên cuộc đời này đều có mẹ chở che. Con mong mẹ luôn khỏe, luôn nở nụ cười tươi tắn để cho con vui lòng. Con cố gắng học giỏi và chăm ngoan để không phụ lòng mẹ. Theo cách mở rộng có nghĩa là ta suy nghĩ cái cảm nhận của ta về người đã tả, về người mẹ đã tả. Sau đó ta nói cái trăn trở của ta và cái đền ơn về báo hiếu của ta với mẹ. Vâng, chúng ta cũng có cách kết bài theo cách khác. Ví dụ như sau. Để kết bài mở rộng theo cách này thì các bạn hãy nghe này: tấm lòng của mẹ bao la như biển cả đối với con, và con hiểu rằng không ai thương con hơn mẹ. Ôi, mẹ kính yêu của con yêu mẹ hơn tất cả mọi thứ trên cõi đời này, vì mẹ chính là mẹ của con. Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ. Con mong sao cho mình được mau lớn,
để có thể giúp cho mẹ đỡ vất vả hơn. Con hứa sẽ chăm học và cố gắng học thật giỏi để báo đáp công ơn sinh thành nuôi nấng con nên người. Mẹ ơi! Vậy đó là cái nỗi lòng, cái trăn trở của người viết đối với mẹ, đúng không em? Và các em ạ, các bài tập trong phiếu bài tập cuối tuần, tuần 19 của thầy vừa hướng dẫn các em xong rồi. Và thầy mong các em hãy truy cập vào trang http://tiểuhocvn.info để có những bài giải, bài tập cuối tuần tiếng Việt lớp 5 đầy đủ nhất. Các em hãy xem tiếp bài giảng của thầy. Các em đừng quên đăng ký, nhấn nút like, share và comment để cùng thầy học toán, học tiếng Anh. Thầy xin chúc các em có buổi học vui vẻ. Hẹn gặp lại các em ở bài giảng lần sau. Bye for now.